Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn cho các bạn cách update Windows 7 XP1 lên thành XP3. Hiện giờ mình đang xài cái Windows 7 XP1. Các bạn thấy không? Windows 7 Ultimate Series Part 1 Part 1 nè. Cách update rất là đơn giản, không cần mình phải cài lại Win hay là cái gì. Chỉ cần bấm vào một cái lệnh này thôi. Ta bấm vào nút dưới bàn phím là nút Windows và chữ R. Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái lệnh là Re-Edit. Bấm OK. Ta bấm vào Yes. Và cái bảng nó sẽ sổ ra như thế này. Thì chúng ta phải chọn vào cái HK Local Machine. Chúng ta sẽ bấm vào System. Ta chọn vào cái Concept Control. Ta bấm vào Control. Và chúng ta sẽ kéo xuống tìm cái thư mục Windows. Rồi chúng ta sẽ bấm vào CSD version. Đích chuột hai cái nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó là cái value nó là 100. Vì là cái Windows mình đang xài là Windows 7 XP1 thì nó là 100. Còn chúng ta sẽ chuyển lên XP2 hoặc XP3 thì chúng ta sẽ thay đổi cái số trong đây. Nếu muốn xài XP2 thì bấm vào 200. Mình muốn xài bản XP3 thì chúng ta bấm vào 300. Rồi chúng ta sẽ nhấn OK. Và chúng ta nhấn vào nút này thoát nó ra. Chúng ta vào kiểm tra lại, nếu như chưa được thì mình phải reset lại nó mới sẽ hiện lên là XP3. Vì là chưa lên thì mình phải reset máy lại. Rất là đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công update cái Windows của mình lên XP3 nha. Nhiều cái phần mềm mà nó không cho mình cài đặt, tại vì mình không có update nó lên thành XP3 đó, mình đang xài XP1. Nhiều phần mềm và các game nó cũng không cho mình cài đặt luôn. Clip của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.